Hello, xin chào quý vị và các bạn đang quay trở lại với kênh Biên Hòa City. Hiện tại Phú đang có mặt tại thôn Hà Phú, xã Quốc Oai, huyện Đạ Tẻ, tỉnh Lâm Đồng. Trong video ngày hôm nay, Phú muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn nhà thờ giáo họ Đạ Nha thuộc giáo hạt Madagui, giáo phận Đà Lạt. Nhà thờ giáo họ Đạ Nha từ quốc lộ 20 đi vào khoảng 30 km, tính từ trung tâm thị trấn Madagui, huyện Đạ Oai, tỉnh Lâm Đồng. Nếu đi theo hướng từ Biên Hòa đi về Đà Lạt, thì đường vào nhà thờ Đạ Nha nằm bên trái bên kia đường. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng Phú tham quan một vòng nhà thờ giáo họ Đạ Nha nhé. Quý vị nhớ nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ Phú có thêm động lực quay nhiều nhà thờ khác, chia sẻ cho quý vị và các bạn cùng xem, để mọi người cùng biết đến nhà Chúa đang hiện diện nơi đây nhé. Hello, xin chào quý các bạn đang quay trở lại với kênh Biên Hòa City. Hiện tại bây giờ Phú đang có mặt tại khuôn viên nhà thờ giáo xứ Đạ Nha. Ở cái khu vực chỗ này thì hình như là thôn Quốc Oai, xã Đạ Tẻ, tỉnh Lâm Đồng quý vị ơi. Và nhà thờ giáo xứ Đạ Nha là thuộc giáo hạt Madagui, giáo phận Đà Lạt quý vị nha. Hôm nay Phú đến đây để tham quan nhà thờ và quay lại quan cảnh ở đây chia sẻ quý vị. Bây giờ mời quý vị các bạn cùng với Phú chúng ta sẽ đi tham quan một vòng nhà thờ giáo xứ Đạ Nha nha quý vị nha. Hiện tại bây giờ là Phú đang đứng ở trong sân của nhà thờ giáo xứ Đạ Nha. Quý vị nhìn cái thời tiết kìa. Nó nắng mà nó nắng muốn cháy người luôn quý vị. Mấy hôm nay ở Biên Hòa cũng nắng lắm mà đi lên trên Lâm Đồng cũng nắng nữa quý vị. Thì từ ở bên ngoài á, chúng ta sẽ chạy một cái đường đi vào hôm này cũng khá là xa đó. Để đi vào đây. Thì nhà thờ giáo xứ Đạ Nha nằm ở trên một cái quả đồi thế này, cho nên là kiến trúc rất là đẹp quý vị. Rất là nắng quý vị nha. Đây cho quý vị xem này. Đây là mặt trước của nhà thờ giáo xứ Đạ Nha. Thì nhà thờ giáo xứ Đạ Nha theo Phú được biết thì cũng vừa mới khánh thành năm 2022 thôi. Đáng lý là khánh thành sớm rồi, nhưng do đại dịch cho nên là hoãn lại đến năm 2022 mới khánh thành quý vị. Quý vị thấy từ ở trên đi xuống ha, thánh giá. Rồi cái kiến trúc nhà thờ là một cái tháp chuông đứng thẳng từ trên xuống. Ở trên có logo Alpha và Omega. Đó, những cái cửa sổ nhỏ. Và phía bên trên là có tượng thánh Giuse. Thì Phú nghĩ chắc là nhà thờ
giáo sứ Đại Nha chọn Thánh Giuse làm bổn mạng giáo sứ ha. Rồi đi xuống phía dưới thì quý vị thấy là kiến trúc những cái cửa vòm. Kiến trúc những cái cửa vòm này thì Hú thấy là ở trên khu vực Bảo Lộc, thường các nhà thờ chọn cái kiến trúc này rất là nhiều quý vị ạ. Thì cửa chính đi vào là một cái cửa vòm lớn như vậy, và hai bên là hai cái cửa vòm nhỏ ha quý vị ha. Nhìn sang bên phía tay phải bên này thì quý vị sẽ nhìn thấy đó chính là tháp chuông của nhà thờ giáo xứ Đại Nha. Tháp chuông có cái kiến trúc rất đơn giản, nó là một cái tháp chuông bằng sắt quý vị ha, chỉ có một quả chuông duy nhất thôi. Đó, sân của nhà thờ rất là rộng luôn đó, cũng như là được bao bọc chung quanh bằng hàng rào rất là kiên cố. Rồi bây giờ Phú sẽ đưa quý vị đi thẳng vào để chúng ta cùng chiêm ngưỡng nhà thờ quý vị nha. Đi thẳng cái đường này đi vào thì chúng ta sẽ đi lên một cái bậc tam cấp như thế này. Thì nhà thờ giáo xứ Đại Nha người ta thiết kế là ba cái cửa thì có ba bậc tam cấp đi lên, chứ người ta không có làm kiểu là chung một cái bậc tam cấp như vậy nha. Đó, đi thẳng lên như thế này quý vị thấy này. Đó, rất đơn giản thôi. Cái màu sơn chủ đạo là cái màu sơn gần như là màu vàng mỡ gà, còn những cái đường viền chỉ là cái màu nâu vậy ha. Cửa chính thì có thấy là cửa bằng sắt và kính. Chúng ta đi lên những cái bậc như thế này bằng đá hoa cương này, đi lên đây. Đây là cái khuôn viên phía trước nhà thờ. Thì Phú không nhìn thấy có tấm bia nào ghi dấu đặt viên đá đầu tiên hay là khánh thành nhà thờ cả, cho nên là Phú không có biết là ngày nào để chia sẻ quý vị ha. Từ đây quý vị nhìn ra ngoài sân nhà thờ kìa, xa xa bên kia là những con núi, những quả núi rất là đẹp, phong cảnh ở đây đẹp lắm. Đến lát nữa Phú sẽ bay flycam cho quý vị xem. Rồi Phú sẽ đưa quý vị đi một vòng trong con nhà thờ nhé. Chúng ta đi qua bên phía bên này đi. Ở bên phía bên này thì quý vị cũng nhìn thấy ở bên này, có một cái khoảng đất trống giống như là một cái vườn cây xanh vậy. Những cái cây xanh ở đây thì Phú nghĩ là do nhà thờ mới cho nên là vẫn đang trồng này, trong cái giai đoạn mà đang phát triển. Đấy, những cái cây nó chưa có lớn hẳn lên cho nên là chưa có bóng mát, thì Phú nghĩ chắc phải một vài năm nữa thì những cây xanh này lớn lên, nhà thờ sẽ rất là mát như vậy nha. Khuôn viên rất là sạch sẽ đẹp quý vị ha. Cái đường này thì chúng ta sẽ đi lên bên hông nhà thờ đây này quý vị. Thì quý vị có thể nhìn thấy là cái kiến trúc bên hông nhà thờ cũng rất là đẹp nha quý vị, rất là sang trọng vô cùng. Quý vị nghe hát không? Trái tim Hồng Thiên Chúa, trái tim người cha. Tôi nghĩ là bên trong là các em thiếu nhi đang tập hát ấy, ca đoàn đang tập hát để chiều nay lễ, bởi vì hôm nay đang là chủ nhật quý vị nhá. Hôm nay Phúc đi quay là vào chủ nhật. Quý vị nhìn này, cửa sổ là cửa kính sắt ha, đơn giản thôi nhưng mà rất là đẹp và sang trọng. Cái trần ở trên này, trần thả đẹp lắm. Ở đây thì có những cái bậc đi lên đi xuống này. Để đi lên đi xuống nhà thờ này, bên phía bên hông này. Thì Phú đứng đây cho quý vị xem cái kiến trúc bên hông nhà thờ này. Đó. Từ đây quý vị nhìn này. Đó, nhìn sang bên hông nhà thờ quý vị thấy không? Những cái cửa vòm rất là đẹp, làm cho Phú tưởng nhớ đến nhà thờ giáo xứ Bảo Lộc. Đấy, cái kiểu kiến trúc giống như vậy. Những cái góc xéo này quý vị sẽ nhìn thấy được cái kiến trúc của nhà thờ rất là đẹp quý vị. Đó, Phú sẽ đưa quý vị đi dạo quanh một vòng chung quanh nhà thờ nhé. Nhà thờ giáo xứ Đại Nha bỏ móng dán những cái đá hay này này, rất là đẹp quý vị. Ở ngay khu vực chỗ này bên hông nhà thờ Phú thấy là có tượng của ông Thánh Phêrô bên này quý vị. Đây này quý vị này. Đây, tượng ông Thánh Phêrô, Phú đoán là như thế. Ông Thánh có cầm một cuốn sắt này. Ở dưới là có một thiên thần. Đấy, rất là đẹp. Rồi, chúng ta tiếp tục đi một vòng chung quanh nhà thờ nha quý vị nha.
Đấy, từ đây quý vị nhìn xuống những cái quả núi ở bên kia, đẹp ha. Đấy, cái phong cảnh ở đây nó rất là hùng vĩ vô cùng. Núi non hùng vĩ. Phú rất là thích đi về cái vùng đất Lâm Đồng quý vị. Phong cảnh ở đây rất là tuyệt vời. À, quý vị nhìn lên cái khuôn viên của nhà thờ này. Đấy, bên hông nhà thờ, và chúng ta sẽ đi một vòng xuống phía sau luôn ha. À, từ đây chúng ta sẽ đi một vòng xuống phía sau luôn. Đi về cái vùng đất Lâm Đồng này thì lúc nào cũng thấy rất là nhiều những cái thông. À, thông ở đây thì nhiều lắm. Không bao giờ mà thiếu thông đâu. Thông rất nhiều. Đẹp quá quý vị. À, cho quý vị nhìn cái kiến trúc của nhà thờ phía sau này. À, tôi sẽ đưa quý vị đi chung quanh một vòng nhà thờ. Rồi sau đó chúng ta sẽ đi qua những cái khu vực khác nha quý vị nha. À, từ đây là chúng ta sẽ đi qua bên phía bên hông bên này. Và đi thẳng lên phía trước luôn quý vị. Đây quý vị ơi. Phía bên hông bên này nhà thờ thì cũng giống như bên kia thôi. Đấy, quý vị nhìn này. Đấy, từ đây chúng ta cũng có thể nhìn lên phía trên đằng trước này. Qua cái góc xéo này rất là đẹp. À, đi thẳng đường này thì chúng ta sẽ đi thẳng lên trên mặt trước nhà thờ nha quý vị nha. Đó, y chang luôn, không khác gì cả. Thì cái khu vực chỗ này là cái khu vực danh cung thánh này quý vị này. Đó. Rất là đẹp quý vị. Nói chung là nhà thờ mới xây gần đây nên còn rất là mới và đẹp ha. Đấy. Bên này là tháp chuông nhà thờ. Đó, và chúng ta sẽ đi thẳng lên đằng trước nhà thờ ha. À, đi cái đường này chúng ta sẽ đi thẳng lên đằng trước nhà thờ. Đứng từ cái góc tháp chuông nhà thờ nhìn qua bên phía bên này, thì quý vị sẽ nhìn thấy ở đây này có một cái vườn cây xanh đang được ươm trồng ở đây, cũng đang lớn dần lên rồi quý vị. Đó, cái khuôn viên bên này rất là rộng. Đây là cái đường mà đi vào, đi ra, đi vào nhà thờ ha. Đó, những cái quả núi. Đó, quý vị thấy là những cái cây xanh bên này là nhà thờ đang trồng. À, kiểu như là nó chưa có được vững chắc ấy. À, cho nên là vẫn còn đang chống cây rồi giằng dây đủ thứ hết để cho nó ghim cái cây lại. Không thôi là gió nó thổi đổ ngay. Bên phía bên kia là nhà cha xứ quý vị ha. À, nhà cha xứ ở phía bên sau cũng rất là đẹp luôn. À, Phú quay mỗi thứ một chút như vậy để quý vị có thể định hình được cái khu vực của nhà thờ giáo xứ Đại Nha. Đó, rồi tiếp tục chúng ta sẽ đi qua bên này là cái vườn cây đang dần dần lớn lên. Đây là một con đường thẳng, Phú đi con đường này và sẽ dẫn chúng ta đến với đài Đức Mẹ. Ở phía bên này nhà thờ giáo xứ Đại Nha có làm đài Đức Mẹ rất là đẹp. Và từ xa xa Phú nhìn thấy thì Phú đoán đây là đài Đức Mẹ La Vang quý vị ạ. À, đài Đức Mẹ La Vang. Đấy, quý vị sẽ đi lên trên những cái bậc như thế này. Đó, chúng ta sẽ có 3 phần ha, 3 phần đi lên 3 phần bậc để tiến lên tới Đức Mẹ ở trên này, rất là đẹp. Đó, thì tượng Đức Mẹ tôi thấy là được làm bằng đá cẩm thạch màu trắng, rất là đẹp nha quý vị. Đó, và tượng Đức Mẹ này Phú đoán là tượng Đức Mẹ La Vang, bởi vì Đức Mẹ có đội khăn đóng rồi mặc áo dài. Đó, bé Chúa Giêsu. Phú đoán đây là tượng Đức Mẹ La Vang. Ave Maria, rất là đẹp quý vị ha. Khuôn viên đài Đức Mẹ rất là rộng và đẹp luôn, thơ mộng vô cùng. Và từ ở trên đài Đức Mẹ quý vị có thể nhìn xuống phía dưới cái khuôn viên bên phía nhà thờ, rất là rộng và đẹp luôn. Phú đứng đây một lúc để quý vị có thể nhìn ngắm được toàn cảnh ngay khu vực đài Đức Mẹ nha quý vị nha. Đó, đẹp lắm quý vị ơi. Đó, đi về vùng đất Lâm Đồng này, cái đất nó rộng, đất đài này rộng, cho nên là nhà thờ xây
kiến trúc rất là đẹp. Từ Đài Đức Mẹ thì chúng ta đi thẳng con đường này lên phía sau, thì Phú thấy là ở phía sau này có một cái nhà vòm đây rất là rộng. Thì Phú nghĩ đây chắc là hội trường của giáo xứ này. Được làm bằng cột kèo sắt và mái tôn rất là chắc chắn, rộng rãi lắm. Ở đây Phú nghĩ đây là hội trường giáo xứ. Còn bên phía bên này thì có những cái phòng ở đây rất là sạch sẽ và khang trang. Thì Phú nghĩ đây là phòng học giáo lý cho các em thiếu nhi của giáo xứ. Đấy, rất là đẹp vậy ha. Nhà thờ giáo xứ Đại Nha có cái khuôn viên rất là rộng và đẹp. Nắng quá quý vị ơi. Đến đây thì Phú lại phải ngụy trang tiếp rồi. Chứ thôi nắng quá chịu không nổi quý vị. Nó nắng nó rất là gắt luôn á. Thì từ nãy giờ Phú đưa quý vị và các bạn đi tham quan một vòng chung quanh nhà thờ giáo xứ Đại Nha rồi. Bây giờ Phú sẽ xin cha xứ để đi vào bên trong nhà thờ, quay lại cái khuôn viên bên trong chia sẻ quý vị ha. Rồi mời quý vị tiếp tục cùng với Phú, chúng ta sẽ đi vào tham quan bên trong nhà thờ quý vị nha. Vào lúc 9:30 sáng ngày 21 tháng 9 năm 2016, tại giáo họ Đại Nha thuộc giáo xứ Đạ Tẻ, hân hoan mừng kính thánh Matthew Tông Đồ, tác giả sách Tin Mừng, bổn mạng của giáo họ. Giáo họ Đại Nha thuộc vùng sâu của xã Quốc Oai, cách xa nhà thờ Đạ Tẻ khoảng 14 km. Số hộ gia đình người đồng bào khoảng 250 hộ và 70 hộ gia đình người Kinh. Là ngày lễ bổn mạng của giáo họ nên từ rất sớm bà con đã quy tụ rất đông tại khu nhà xứ, đồng thời là nhà thờ tạm để tham dự thánh lễ. Trước đó, tối ngày 20 tháng 9, cha quản xứ Gregorio Nguyễn An Phú Đông đã tổ chức buổi cầu nguyện tĩnh tâm cùng nghi thức thống hối và giải tội cho mọi người trong giáo họ. Đúng 9:30, thánh lễ được diễn ra trong bầu khí thật nghiêm trang sốt sắng. Cùng tham dự thánh lễ hôm nay còn có quý gì, quý chức trong giáo xứ. Trong bài giảng, cha Phó Đa Minh đã giới thiệu thánh nhân và nói lên niềm tin sắt đá vào Chúa Giê-xu của thánh nhân khi Ngài gọi thánh Matthew đi theo Ngài. Qua đó, cha Phó Đa Minh cũng kêu mời mọi người cũng noi gương thánh bổn mạng, bỏ lại mọi sự để đi theo Chúa với niềm tin vững vàng để cùng với quý cha xây dựng một giáo xứ, giáo họ và cộng đoàn ngày một thăng tiến. Kết thúc thánh lễ, ông trùm đại diện cảm ơn quý cha, thầy xứ, quý dì, quý vị ân nhân và các hội đoàn trong giáo xứ đã yêu thương nâng đỡ và tạo mọi điều kiện để giáo họ có được thánh lễ hôm nay. Cha xứ cũng đáp từ bằng những lời cảm ơn đến từng các cấp chính quyền, các hội đoàn cùng quý ân nhân đã đồng hành cùng với giáo họ có một ngày bổn mạng thật vui và thật ý nghĩa nơi vùng sâu này.
Nắng quá quý vị ơi. Rồi thì từ nãy giờ Phú đưa quý vị các bạn đi tham quan một vòng nhà thờ giáo xứ Đại Nha, thuộc giáo phận hạt Madagui, giáo phận Đà Lạt. Và nơi đây là thuộc tỉnh Lâm Đồng quý vị ha. Bây giờ Phú sẽ đi ra lấy xe đi về. Và cái video này Phú xin được tạm dừng tại đây. Rất cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị các bạn vào những video tiếp theo. Mến chúc quý vị các bạn được nhiều sức khỏe, được mọi sự bình an quý vị nhé. Bye bye quý vị.